tao cũng đi đây, tổng thống Mia, tao sẽ cố gắng đem pha về. Cái tên chết thiệt hiền hà Bram này. Cố lên, tụi bay sẽ làm được thôi. Ở rồi đó mọi người. Đây là làng sinh tố sao? Cũng vậy, đây là làng sinh tố. Hi Ha Bram là cái thằng thông minh nhất, nên là nó đã phát triển làng sinh tố trở thành như một cái thành phố city siêu đẳng cấp luôn rồi đó. Hơi bất ngờ đây. Nhưng mà bây giờ chúng ta tìm nó ở đâu đây? Không biết nữa. Tốt nhất là chúng ta nên đi kiếm xung quanh thử coi xem sao. Được rồi, bây giờ chúng ta tranh thủ đi giải cứu Alpha nữa. Không biết thằng đó làm gì ở đây mấy ngày qua rồi nữa. Ủa, mà mày chết mà sao mày biết mấy ngày qua hay vậy? Mày bị khùng hả mày? Tao mới được hồi sinh ra mà. Mày cũng nghe tụi mấy Ha nói mà mày. Hai thằng mày bớt tào lao đi. Chúng ta đi tìm thằng Hiabram đó đi. Nhanh lên. Được rồi, lên giáp rồi đi tìm hắn ngay lập tức đây. Đi thôi tụi bay. Mày biết ở đâu không? Mày đi dữ vậy mày? Quay, đợi tao với. Trời ơi. Trời ơi, lẹ đi, chậm chạp quá. Tập trung đi, lẹ đi. Cẩn thận một xíu đi. Dù gì đây cũng là lãnh địa của nó. Không đơn giản như vậy đâu, mà chúng ta chỉ có 4 người thôi đó. Địa bàn của nó sao? Đó. Vì tao có đề phòng và hiểu rõ năng lực của nó hiện tại có rồi. Không dễ dàng gì đánh bại được đâu. Đúng đó. Hào hỏa nó đúng. Bây giờ chúng ta cần lên cao. Vào căn nhà này đi. Vào nhà này sao? Cũng hợp lý đó. Vào căn nhà này đi, lên trên. Được. Đi lẻ. Chắc là chúng ta lên trên cao là sẽ được nhìn rõ nhà của nó ở đây ở đâu đó. Đúng rồi. Lên mọi người ơi. Nhanh lên. Đi lẹ đi. Tụi mày bớt nói nhiều đi. Lên làm lẹ đi rồi đi về nữa. Cứu anh Pha nữa. Rồi biết rồi. Làm gì ăn H1, H4 hôm nay nó khó tính dữ trời. Chắc hôm nay nó đau bụng hay gì đó. Đi lẹ đi, tào lao quá. Tuần cuối cùng rồi đó. Mệt thiệt chứ. Tìm mệt thì quá mới mày đi ơi. Xíu là mệt rồi ba. Lên. Đây là làng sinh tố mà do nó phát triển đó sao? Làng sinh tố gì xịn như vậy trời. Lần đầu tiên thấy một thành phố thịnh vượng như vậy luôn đó. Quá là thịnh vượng. Nhìn sang trọng thiệt. Đúng vậy. Một thầy nó làm lên. Thì Hiabram này không đơn giản như vậy đâu. Nó có một bức tượng nằm ở giữa đó. Mày thấy không? Thấy rồi. Một bức tượng luôn sao? Ồ, nơi này nó là nấm chùm hả? Chắc là vậy rồi còn gì nữa. Ghê theo tao trời. Cũng biết á, thằng Hiabram này nó rất là độc tài. Chưa kể rằng là những người trong làng này đều lo sợ nó. Mọi người ở đây chỉ vì sợ nó thôi, chứ không phải nể trọng nó mà ở nơi này đâu. Có như vậy không sao? Tao đích quan tâm. Tao chỉ quan tâm Hiabram đó thôi. Lần trước nó đã qua làng của chúng ta đánh nhau với bọn mình, không dễ dàng lần này. Tao để nó yên được. Đúng như vậy đó. Được rồi, chúng ta hãy xác định nhà của nó ở đâu đi mọi người. Mày biết nhà nó ở đâu mà, hãy quan sát và chỉ bọn tao ngay đi. Tao cũng không rõ nhà nó ở đâu nữa mày ạ. Nhưng mà chắc là nó gần đâu đây thôi. Đi thôi mọi người, tao sẽ hỏi mấy người khác thử. Đi. Hey, bây giờ sao đi, nãy giờ không thấy một đứa nào trong làng sinh tố hết vậy trời. Mày đang định kiếm tụi nó để hỏi thiệt luôn hả? Tụi nó không nghi ngờ sao? Tao đã nói rồi, những đứa trong làng này thật sự ra tụi nó luôn muốn có chuyện gì đó để lật đổ Hiabram đó lắm. Nhưng mà không ai dám làm chuyện đó thôi. Thật sự như vậy luôn sao? Hiha, tao thấy đằng kia có con nhỏ gì tên Abi kìa. Sao? Đâu? Đó. Thấy rồi, bây giờ bây giờ tụi mày núp vô đi. Tại vì hình dáng của tao rất giống thằng Hiabram đó. Nhiều khi nó lại, tụi nó không có nghi ngờ á. Mày khác dữ chưa? Thằng kia nó có con mắt với lại có cái kia bộ đồ nữa. Mày khác hoàn toàn luôn á, chứ giống gì nữa. Thôi, nhưng mà tụi mày tin tao đi. Bây giờ tụi mày cứ trốn vô đi. Có chuyện gì thì tụi mày ra cứu tao. Được rồi, mày phải cẩn thận đó. Ok, đi nha. Ok. Được rồi, bây giờ mình lại tới hỏi Abi thử coi. Coi nhà Hiha ở đâu mới được. Abi. Gì? Ai kêu vậy? Ủa? Ủa anh Hiha? Sao? Ủa? Nhìn anh lạ quá vậy? Anh là Hiha, không phải ở vũ trụ này. Ủa chứ anh là Hiha ở vũ trụ nào nữa chị? Anh ở một vũ trụ khác. Nhưng mà em có làm việc cho Hiha ở đây không? Hiha Prime á. Có, em có làm việc cho Hiha Prime nhưng mà... Ủa, nhưng mà tại sao anh lại hỏi vậy? Em có làm việc sao? Ê, nhưng mà em không có đưa thông tin gì được đâu nha. Mấy ông đó ông giết em hay làm gì nữa mệt lắm á. Vậy thôi. Nhưng mà... Thôi, để em nói cho anh nghe. Giờ em đang nằm trong vùng của ông Hiha Prime nên em không thể nói được. Anh biết cái chuyện mà Huy núp chính là phải không? Anh biết rồi. Nó cũng là người báo cho anh biết ở vũ trụ này nè. Nhưng mà nó đã bị Hiha Prime đó qua vũ trụ của anh đó, xong rồi xử nó luôn. Nên là bây giờ anh nghĩ Hiha Prime ở cái vũ trụ này nó đang là một mối đe dọa. Với lại nó đang giữ bạn của anh nữa. Bạn của anh có phải là Hiha Alpha không? Đúng rồi, Hiha mà màu trắng á. Bộ em biết hả? Dạ thôi, em biết rồi. Tại vì hắn ta đang bị bắt. Chị để em chỉ cho anh nhà của Hiha Prime cho. Như vậy thì tốt quá. Tụi bay ơi.
Tụi anh đương nhiên phải đi nhiều hơn, đông hơn rồi. Tại vì thằng Hi Ha Bram đó, lần trước nó đã qua làng của mấy Hi Ha này nè. Tụi anh là Hi Ha ở đa vũ trụ, đó là em thấy mỗi Hi Ha này nó hơi mỗi hàng mỗi khác á. Sao mà Hi Ha bên kia máu me ghê vậy? Kệ đi. Hỏi chi mày? Thôi, giờ để em dẫn đi nè, hướng này nè. Đi về lên, nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta đi đó. Có tin đường nó không vậy mà tụi mình đi theo vậy? Đường hơi lắc léo xíu nha. Không sao, nó là người trong đang muốn lật đổ chung với lại chúng ta đó. Nên là bây giờ cứ đi theo đi. Và đi hãy cẩn thận nha. Đai mắt của tên Hi Ha Alpha đó khắp nơi đó. Biết rồi, đi xét xét vô đi nè mẹ. Mày đi ở ngoài một tí nó thấy là thấy bà đó. Đúng rồi. Tranh thủ đi nhanh mọi người, nó công không thấy. Nhanh lên, tranh thủ đi. Mọi người tới đây cứu Hi Ha Alpha hả? Đúng vậy, bọn anh cứu Hi Ha Alpha với lại trả thù cho tên Hi Ha Bram đó. Lần trước nó đã qua thẳng làng của anh để xử luôn á. Bọn em cũng đang lên kế hoạch nhưng mà anh biết rồi đó, Huy nó bị giết rồi, bây giờ em không dám hó hém nhiều, anh hiểu không? Biết rồi, tụi bay đang âm thầm ở bên trong hả? Đúng rồi, bây giờ đi theo hướng này nè. Đi, nhanh lên tụi bay ơi. Ủa, tụi mình đang đi đâu vậy Bi? Tao đi vô trong hốc, trong kẹt vậy? À, em quên mất tiêu luôn. Đừng mong giờ... làm gì nha, bọn tôi có thể xử con bất cứ lúc nào đó. Ai dám làm gì đâu trời, coi tôi có gì đâu mà tôi làm gì trời. Không, nhưng mà bây giờ cái vấn đề là như thế này, em vẫn còn nằm trong vùng gọi là kiểm soát của ông Hi Ha Prime, em không thể nào dắt mọi người đi tiếp được. Nếu như vậy thì hắn ta sẽ giết em mất. Em sẽ có một người gọi là giúp anh chị giúp anh ha nguyên đám, nói chung là đi theo em đi, dẫn tới người này cho. Hồi nãy nó kêu ai hả chị kìa? Hình như nó kêu mày kìa, mất bốt. Sao rồi Abi? Bây giờ chúc mừng ngáo. Ngáo, bây giờ chị cần em giúp. Bây giờ anh thấy bốn người này không? Ui, sao ngáo mắt này kỳ vậy? Những người này chung nhóm với Hi Ha Alpha. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ chị nghĩ là chị không thể nào mà dắt mấy người này tới nhà của Hi Ha Prime được. Bây giờ em dắt giùm chị được không? Được rồi, chuyện này cứ để cho em đi. Vậy vậy đi, cứ ẩn danh mà nằm vùng đi. Rồi, mọi người cứ đi theo số ba ngáo nha. Rồi, đi theo em nha. Rồi, đi thôi ngáo, nhanh lên. Đi cẩn thận nha. Thằng này là thằng nào vậy? Nhìn cho nó sao, nhìn nó không được uy tín cho lắm á. Không biết nữa, nó là super ngáo. Giờ thằng này thì không biết nó đang làm gì bên vũ trụ này nữa. Nhưng mà thôi, có người mình chỉ cần biết đến chỗ nhà của Hi Ha Bram thôi là được rồi. Rồi cẩn thận, đừng cố gắng mà lừa bọn ta. Ngươi có thể bị ta giết cứ lúc nào đó. Ngốc kìa. Thôi không có lừa đâu. Bây giờ cứ tạm thời tin tưởng thôi. Biết sao giờ? Là căn nhà này nè mọi người. Thằng này sao? Thì bây giờ chúng ta vào trong thôi mọi người. Nhanh lên. Giờ không có ai ở đây đâu. Người cứ vào trong đi, rồi lên không tầng có ai sao? Nhưng mà giờ này Hi Ha Bram đang làm gì? Nếu mà chúng ta không biết được thì mọi chuyện không ổn đâu. Hi Ha Bram bây giờ chắc đang đi xem những bộ giáp của anh Jack rồi. Bộ giáp của Jack làm á? Đúng rồi. Cái gì? Bên đây Jack VN là người làm cho thằng Hi Ha Bram đó sao? Đúng vậy, hình như là thằng Jack VN đó là thân cận của thằng Hi Ha Bram đó, đó phải. Ôi, bây giờ không quan trọng đâu. Đầu tiên là chúng ta cần biết cái chỗ đó để cứu thằng Hi Ha Alpha trước đi. Đi nhanh đi, không có thời gian để tán chuyện đâu. Được rồi, đi nhanh lên đâu mọi người. Lên trên nào. Chị Abi, mở cổng đến chỗ Hi Ha Alpha đi. Được rồi, chị làm ngay đây ngáo. Cổng đã mở rồi đó mọi người, vào trong đó là sẽ tới đó. Thiệt không vậy? Tại sao mọi thứ đơn giản như thế? Tao thấy có điểm kiểu gì á. Tại sao mọi chuyện lại đơn giản như vậy vậy? Đi ha. Trời ơi, mọi người tin tôi đi. Chị Abi nằm vùng ở trong đó cho nên là mọi chuyện rất là rõ. Với lại bọn tôi không có rảnh lừa mọi người đâu. Đây cũng là một trong những kế hoạch mà bọn tôi muốn lật đổ Hi Ha Bram đó mà. Chết tiệt thiệt chứ, có nên tin tưởng nó được không vậy? Đừng có hó hé, mày đi trước đi. Tên kìa. Được, nếu như các người muốn thì tôi sẽ đi cùng. Đi vào cái cổng này đi. Đi đi. Vô thôi. Đợi tao. Đi rồi. Ôi, chỗ gì chật hẹp dữ vậy? Đâu đây? Đây là đâu vậy? Thằng kia, mày đừng cố mà dở trò. Trời ơi, tới mức này mọi người còn không tin em nữa sao? Mở cánh cổng đó ra đi. Hi Ha Alpha ở trong đó đó. Hả? Đâu mất tiêu rồi. Mày lừa bọn tao à, thằng nhóc này. Không có lừa mọi người đâu. Theo những gì chị Abi đã nói vậy, đây rõ ràng là nơi giam giữ Hi Ha Alpha mà. Sao lại như vậy được? Đức mạnh bóng tối giấc mộng này. Nơi này theo như thằng ngáo nói là sự thật đó mọi người à. Không có lừa nó đâu. Hình như đây là năng lực của mày đúng không Hi Ha Nightmare? Đúng vậy, đây chính là năng lực của tao. Hình như lần trước nó đã giết tao nên là nó đã có năng lực này rồi đó. Tên chết tiệt đó, hắn ta đã biết rồi sao? Đi liên hệ con nhỏ Abi gì đi. Thằng kia. Được rồi, để tôi liên hệ chị ấy. Chị Abi, tại sao chỗ giam giữ Hi Ha Alpha lại không còn Hi Ha Alpha nữa? Chị ơi, alo, chị Abi. Chị Abi, trời ơi, chị đâu rồi? Bắt máy đi chứ, chị Abi. Có chuyện gì vậy? Chị Abi, không liên hệ được, chị vậy? Sao lại như vậy được? Xảy ra chuyện rồi mọi người. Xảy ra chuyện? Là sao? Không như vậy rồi. Là sao? Đi theo em mọi người, nhanh lên. Ý, nhanh lên mọi người. Chị Abi đâu rồi? Không biết có chuyện gì không nữa. Có chuyện gì rồi hay sao? Cái tên này. Nhanh lên. Không biết là hắn có vợ trời không nữa, sao hết chuyện này với chuyện kia vậy?
Cái gì đây? Hả? Chị Abby. Cái quái gì đây? Gì đây? Cái gì vậy? Kẻ phản bội đáng tội chết hả? Là ai đã làm chuyện này vậy? Vậy là chị Abby đã bị lộ rồi. Abram chết tiệt. Là thằng đó làm thiệt sao? Thằng khốn này. Abram, thằng khốn khiếp đó. Vậy bây giờ mình phải làm gì đây tụi bay? Bây giờ hắn ta đã dự đoán chuyện này trước nên đã đề phòng và thay đổi Hiha Alpha đem sang một chỗ khác rồi thì phải. Chết tiệt thiệt. Bây giờ chúng ta biết phải làm gì đây? Chuyện này khó rồi. Cái quái gì vậy? Hình như đã có kẻ nào bắn lén rồi. Một H4, mày lẹ thiệt chứ. Đèn chiến đấu đó. Ôi mày phải trong tư thế phòng bị hết đi. Tên Hiha Abram đó không biết sẽ xuất hiện lúc bất kỳ lúc nào đâu. Tìm hắn ta ở đâu bây giờ? Hắn ta trốn kỹ quá. Thằng khốn, cuối cùng thì mày cũng xuất hiện ra rồi sao? Tao đợi mày nãy giờ, đến lúc rồi anh em. Lần này không dễ đâu. Hiha Nightmare, không ngờ tôi vẫn còn sống đó. Mọi người, đừng nhìn vào mắt của hắn. Muộn rồi, ảo mộng. Ôi. Chỉ như vậy thôi mà đòi qua đây đánh bại ta sao? Tên khốn khiếp này. Thì còn một mình mày thôi. Làm gì nhau hả? Nhưng mà xin lỗi mày nha. Mày đã nhìn thẳng vào mắt của tao rồi. Ảo mộng. Quên mất ảo mộng. Được, vậy thì coi ảo mộng ai hay hơn. Mày sai. Thi đấu trên sân nhà của tao rồi. Bram à. Để xem đã. Anh em mình có nhiều thời gian mà. Này thì sân nhà của mày nè. Đừng có mà láo toét. Xem ta đây. Đáng xem. Mày xong rồi. Thế cơ đấy à. Mày chiêu này thì mày đỡ thế nào? Câu đó tao nói mới đúng. Tưởng thế nào, sân nhà của mày thì chỉ tới đây thôi. Ba cái trò nhảm nhí. Sân nhà cơ đây, kỹ năng của mày có thể sử dụng được hết. Đừng có quên việc đó. Cái này cũng vui này. Ý chá, rút ra. Ơi, chết thật. Kỹ năng này là tao thích nhất đó. Đừng có mơ. Lần này là mày chết. Ây cha. Chưa xong đâu. Đến đây. Tao cho mày biết. Ở thế giới này, đánh bao nhiêu cũng không thể thật sự giết được ai đâu. Đừng tưởng không nhớ việc đó. Khốn nạn. Thật vậy sao? Đúng là sân nhà của nó. Đánh mệt thật. Sau lưng. Tao biết thừa trò này của mày. Đau quá. Ấy của mình. Lại trò khác của thằng này ư? Vậy là thật sự xong chưa hả? Khoan đã. Không lẽ nào nó lại ở đó? Đây là thứ gì? Vòng lạp ư? Vậy là có giết bao nhiêu lần nữa thì kết quả cũng thế, phải không? Vậy là thật sự xong chưa hả? Tên khốn. Quá đủ rồi đó. Hiha tha hóa. Gần lại đi. Cảm ơn mày nhiều. Trả mày đây. 2124. Không ngờ
Mày lại điên loạn đến vậy tao hả? Nghĩ gì? Tao quá tức giận nên tao xả giận lên nó thôi. Không có chuyện gì đâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta về lại làng thôi. Kia là Jimmy kìa. Mọi người cho tôi thôi hiểu mà, con không cần gì đâu. Bây giờ Jimmy bà có thể đem Hi Ha này về rồi đó. Được rồi, cảm ơn mọi người đã dừng chuyện này lại. Như vậy là sao vậy? Rốt cuộc thế giới này vẫn có Jimmy sao? Chắc là Jimmy đó cũng biết được những việc mà Hi Ha làm đó. Nghe câu cuối là đã hiểu. Đúng vậy, hình như thế đó. Thôi dù gì chúng ta cũng đã xong việc, với lại là cũng cứu được Hi Ha Alpha rồi. Chúng ta đi về thôi mọi người. Đi về thôi, bây giờ ta sẽ tạo cổng cho chúng bay. Được, vậy thì về thôi mọi người. Xong rồi đó, bây giờ thì về lại làng Hi Ha thôi. Nhanh lên tụi bay. Đi thôi. Ê, ây à, tao nhảy hoài không được vậy. Oh.